Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Và bây giờ mình đang đi lên chợ mọi người ạ. Sau bao nhiêu ngày trời nó khô một tí thì bây giờ đường nó cũng dễ đi hơn một tí rồi. Mọi người mời mọi người xem cái con đường từ cái bản của mình ra ngoài chợ thì sau bao nhiêu ngày nắng nó như thế nào nhá. Đường mấy hôm thì nó cũng dễ đi hơn rồi mọi người ạ. Nó không còn lầy như mấy hôm mà trời mưa nữa. Nhưng mà hôm qua thì vẫn mưa một trận mưa phùn, cho nên là nó vẫn chưa khô. Nói chung là dễ đi hơn mấy hôm trước nhiều. Mấy hôm trước thì vẫn còn trơn mọi người ạ. Thì cũng nắng được mấy hôm rồi mà vẫn còn trơn. Đây cái con sông dưới này này. Trơn được một tay thì lái xe, một tay thì quay. Khá nguy hiểm. Quen là thì vẫn đi được. Chỉ tốt là có cát để đổ vào. Bây giờ mà có cát để đổ vào thì nó đi dễ dàng hơn. Nhưng mà đoạn đường rất xa quá, không đủ điều kiện để mua cát để đổ vào. Nhưng mấy cái đoạn này thì đỡ khô hơn. Từ thôi. Ây da. Nguy hiểm. Số mọi người ạ. Từ nhà ra đến ở ngoài ở chợ thì 7 cây số đường đất. Đất còn lầy lắm rồi. Còn lầy lắm rồi. Chỗ này nó có cây tre cho nên là nắng nó không khô được. Dốc quá, hai tay cầm vào lái cho nên nó rung quá nhá mọi người nhá. Thank you.
dốc quá cho nên là hai tay cầm vào lái zoom đến để nó bằng kia. Cái đoạn này mấy hôm trước người ta khai thác cây cho nên người ta cũng có sượng một tí. Làm cây xong là người ta mua cát đậu vào cho nên nó dễ đi hơn. Nó đỡ trơn. Hiểm quá mọi người. Vừa lái xe vừa quay. Tốc độ nó chưa đến 20 nữa. Làm mà dừng video luôn. Đang lên nè, lên trên chợ để mua thịt thuốc. Đường này mà lái một tay thì đúng là khó thật nhiều. Còn ngáo rồi. Thôi mọi người, đường thì còn nhiều nhưng mà đường xấu quá, vừa quay vừa lái xe nguy hiểm quá. Mình xin tạm dừng video tại đây nhá, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá.